Bồ Tát Di Lặc theo kinh điển Phật giáo là vị Phật tương lai ở cõi Ta Bà, là vị Phật kế thừa Đức Thích Ca Mâu Ni. Di Lặc là vị Bồ Tát sẽ xuất hiện trên trái đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh và chứng ngộ thành Phật. Kinh Di Lặc Hạ Sanh là bản kinh Đức Phật thuyết về lúc Đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai. Theo Phật học tinh yếu, Đức Thích Ca ra đời lúc nhân thọ còn 100 tuổi. Theo mỗi trăm năm, thọ số của con người bớt xuống 1 tuổi, giảm đến khi nhân thọ còn 10 tuổi, rồi lại tăng dần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ 10, lúc nhân thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Từ khi Phật Thích Ca Niết Bàn đến nay đã được 2.508 năm, ta tạm kể chẳng là 2.500 năm. Tuổi thọ con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhân thọ 75 tuổi kể theo số niên kiếp tăng giảm thì từ đây đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời còn 8.805.500 năm nữa. Hội Long Hoa là lúc Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Ngài thành đạo dưới cội Long Hoa Bồ Đề. Cây này có những nhánh cây trông giống như hình dáng con rồng, phun ra những đóa hoa như đầu con rồng nên gọi là cây Long Hoa. Ngài thuyết pháp trong ba hội, độ vô lượng chúng sinh nên gọi là Long Hoa Tam Hội hay Long Hoa Pháp Hội. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói rằng ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày kỷ niệm vía Đức Di Lặc Bồ Tát và sau này Ngài sẽ là người giáo hóa ở hội Long Hoa. Cho nên chúng ta thường nghe câu tán thán và đảnh lễ Ngài trong những ngày đại lễ quan trọng. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Câu này xác định rằng Đức Di Lặc sẽ là vị Phật tương lai, được Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau khi thành Phật ở cõi Ta Bà này để tiếp tục giáo hóa độ sinh. Nói về tương lai của Đức Di Lặc thì trong kinh Di Lặc Hạ Sinh có chép rằng hiện nay Đức Di Lặc là một trong 4 vị bổn sứ Bồ Tát đang ở nội viên cung trời Đâu Xuất. Đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 đến kiếp tăng thứ 10, lúc ấy Ngài sẽ hóa thân xuống cõi trần này trong nhà một vị Bà La Môn tên là Tú Phạm Na. Thân mẫu của Ngài tên là Phạm Na Bạc Đề. Khi sinh ra, Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên, Ngài xuất gia tu hành đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật. Do tổ Ma Ha Ca Diếp trao lại, rồi Ngài ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim can trí trừ sạch vô minh, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Sau đó, Ngài bắt đầu thuyết pháp tại sản đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa. Hội thứ nhất, độ được 96 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ hai, độ được 94 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ ba, độ được 92 ức người thành A-La-Hán. Do vậy mà gọi là Long Hoa Tam Hội. Ngài thuyết pháp đến 6 vạn năm, hóa độ vô số chúng sinh, tu hành thoát khổ. Trong thời gian chờ đợi đến hội Long Hoa, Đức Di Lặc đã phân thân, hóa thân ở nhiều quốc độ khác nhau để giáo hóa chúng sinh. Trong kinh thường nói rằng, Bồ Tát dĩ lợi, sinh vi bổn hoài. Nghĩa là, Bồ Tát lấy sự lợi ích cho chúng sinh, làm bổn phận và trách nhiệm của mình. Một trong những hóa thân của Ngài mà chúng ta thường nghe phổ biến đó là Bố Đại Hòa Thượng trong Phật giáo Trung Hoa. Là một vị hòa thượng, tu ở chùa Lư Nhạc Lâm, đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa, Trung Hoa, pháp danh Khiết Thử, hiệu Trường Thanh Tử, viên tịch năm 917. Ngài tượng trưng cho nguồn vui uyên nguyên và linh động chiếu sáng. Vì thế, tượng Ngài được tạng theo hình ảnh một ông Phật to lớn, mập mạp, dáng ngồi rất tự tại, áo phanh ngực ra và miệng cười rạng rỡ. Trên người của Ngài có 6 đứa bé tinh nghịch, đứa kéo tai, đứa sờ bụng, đứa kéo áo. Danh hiệu Di Lặc có nghĩa là Từ Thị. Thị là họ. Từ nghĩa là từ bi. Qua phương Tây, người ta gọi Ngài là Future Buddha, Đức Phật tương lai, hay là Smile Buddha, Đức Phật hoan hỷ. Vì Ngài tu tập hạnh từ bi tam muội, tâm luôn tỏa chiếu ánh sáng của tình yêu thương trong lành, rộng lớn và phát nguyện cứu độ mọi người. Theo kinh Di Lặc Hạ Sinh và Trường A Hàm, thì khi Đức Di Lặc giáng sinh, nhân thọ được 80 tuổi, tức là 80.000 tuổi. Bấy giờ, mực nước biển giảm xuống để lộ thêm 3.300 du thiện na đất liền. Trong Nam Thiện Bộ, chu vi rộng được 1 vạn du thiện na.
Đây là một đoạn kinh tả cảnh tượng vui đẹp thanh bình trong lúc đó. Thuở ấy nước giàu thịnh, dân không bị hình phạt, khỏi tất cả tai ách, chúng nam nữ trong xứ đều do thiện nghiệp sanh, đất khắp nơi bằng phẳng, không có những trong gai, cỏ xanh tốt dịu mềm, đi êm như bông nệm, ngoài nội mọc lúa thơm, đủ hương vị ngon lạ, các cây xanh y phục, mọi vẻ đều tươi sáng, cây cao ba câu xá, hoa trái thường sung mãn, bấy giờ người trong nước đều sống 80 tuổi, không có các tật bệnh, tướng mạo rất xinh đẹp, sắc lực đều đầy đủ, tâm hằng được an vui. Khi biết mình mệnh chung, đến thi lâm xả thọ. Chỗ Luân Vương đóng đô là thành Diệu Tràng Tướng, dọc 12 do tuần, 7 do tuần ngang rộng, những kẻ ở trong đó đều là chủng nhân màu. Đây là nơi phước địa, người hưởng cảnh nhàn vui, lâu đài để trấn quốc, bằng 7 báo nguy nga, các cửa ngõ trong ngoài đều trang nghiêm mỹ lệ, những hào lũy quanh thành cũng xây bằng chất báu, hoa tươi khắp bốn bề, chim lằn bay đậu hót, ngoài thành cây đa la đủ 7 vòng bao bọc, lưới đẹp cùng linh ngọc, răng nối các hàng cây, mỗi cơn gió thoảng qua, tiếng linh khua thanh dịu, dường như nhạc bát âm, khiến lòng người vui vẻ. Trong ngoài nhiều ao hồ, trong hồ nhiều sen lạ, vườn hoa cùng hương lâm, trang nghiêm cảnh thành ấy. Đại khái, nhân loại thời đó đều xinh đẹp sống lâu, trai gái 500 tuổi mới có vợ có chồng, cảnh vật trong nước sáng sủa tốt tươi, không có các loài ruồi muỗi rắn độc, gạch ngói sạn đều biến thành lưu ly. Con người thuở ấy không bị khổ vì chiến tranh, khỏi lo nhọc về sự ăn mặc, tất cả đều hiền lành, tu 10 nghiệp thiện. Sau khi chết, phần nhiều được sanh lên cõi trời. Nhưng phước đức chưa đầy đủ, nên bấy giờ loài người còn có những nghiệp tướng như nóng, lạnh, đói, khát, tiểu tiện, đại tiện, tham dục, thích ăn uống, suy già. Tuy nhiên, do phước nghiệp, khi đại tiểu tiện xong, đất chỗ ấy nứt ra rồi khép lại, che xấu uế vật. Có hoa sen đỏ liền ló lên, tuôn ra mùi thơm đánh tan xú khí. Vị Luân Vương thời đó tên là Hướng Khê, vua cai trị 4 châu, có 7 báu, 1.000 người con và đủ cả 4 binh. Trong nước có 4 kho tàng lớn, mỗi kho chứa 100 vạn ức châu báu. Vị quốc sư cũng chính phủ tướng đại thần đương triều là Thiện Tịnh Bà La Môn. Ông này có bà phu nhân xinh đẹp tên là Tịnh Diệu. Di Lặc Bồ Tát từ cõi trời đau xuất, sáng sinh làm con trai của vợ chồng quốc sư. Bồ Tát lúc sinh ra có đủ 32 tướng tốt, thân hình đầy đặn, khuôn mặt đoan trang, tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt trong đẹp như cánh hoa sen xanh. Khi Bồ Tát lớn lên, Ngài thông thuộc các nghề, kẻ tùy học được 84.000 người. Một năm nọ, vua Hướng Khê làm tràng diệu bảo để mà hội thí vô giá. Các phạm trí vì giành giật châu báu làm gãy nát bảo tràng. Bồ Tát thấy thế ngộ lý vô thường, xuất gia tu thành Phật, hiệu là Từ Thiện Như Lai. Long Hoa Tam Hội và bản nguyện của Bồ Tát Di Lặc. Trong hội thuyết pháp đầu tiên, Đức Từ Tôn độ được 96 ức người thành đạo quả. Hội thứ hai độ được 94 ức người và hội thứ ba độ được 92 ức người. Nơi thiền môn, vào kỷ niệm Đức Di Lặc, chư tăng ni thường đọc bài tán. Trong ấy có câu: Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng, ba hội Long Hoa nguyện được gặp. Câu này là chỉ cho ba pháp hội vừa nói khi nãy. Nhưng thật ra, Đức Từ Thiện Như Lai thuyết pháp rất nhiều hội, chứ không phải chỉ có ba hội ấy. Sở dĩ trong kinh nói có ba là muốn nêu ra tính quan trọng và lớn lao nhất của ba hội trong nhiều pháp hội đó. Người nào muốn giữ ba hội Long Hoa nên thực hành đúng ba điều kiện theo lời nguyện của Đức Di Lặc như sau. 1. Những vị tăng ni xuất gia trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm,
tương lai sẽ được tham dự và độ thoát trong pháp hội đầu tiên của ta. 2. Hàng Phật tử tại gia, nếu giữ đúng ngũ giới, bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường ngôi Tam Bảo, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ hai của ta. 3. Những kẻ tuy chưa giữ giới, nhưng có lòng chánh tín đối với ngôi Tam Bảo, biết kính lễ và đem tâm thành cúng dường Phật, Pháp, Tăng, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ ba của ta. Cõi đâu xuất tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc. Tại thế giới này, về phương trên có cung trời Đâu Xuất nội viện do Đức Di Lặc Bồ Tát làm chủ. Nơi ấy cũng tốt đẹp trang nghiêm, Đức Di Lặc hằng thuyết pháp, chư thượng thiện câu hỏi tu lành, nên gọi là Đâu Xuất tịnh độ. Hơn nữa, Di Lặc Bồ Tát từng nói luận Du Xà Sư Địa, Ngài là thủy tổ của tông Duy Thức. Thế nên, người tu về Duy Thức Tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh Đâu Xuất, cho chỗ tu hành tiến đến mức cao thâm. Đối với việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán Đức Thích Tôn lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh. Lại cũng tán dương những vị cầu về Đâu Xuất tâm háo học, không chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trượt thế để hóa độ rất tinh thành. Nhưng Đâu Xuất nội viện chưa là cảnh tối thắng, và chẳng phải là chỗ thanh đạt chắc chắn cho những kẻ căn cơ trung, hạ, bởi trong ấy có ba sự kiện. 1. Đâu Xuất nội viện, về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm màu bằng Cực Lạc. Về chánh báo, lại cũng kém hơn. Vì ở Tây Phương, hiện có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Vô lượng bậc nhất sanh bổ xứ Bồ-Tát giúp thêm phần khuyến tấn dắt dìu. Vả lại ở Cực Lạc, dân chúng thọ mạng vô biên, là chỗ nương về tốt đẹp, an ổn nhất. 2. Đức Di Lặc không có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A-di-đà, sanh về Đâu Xuất hoàn toàn nhờ tự lực. Sợ e khi lâm chung bệnh khổ hôn mê, không nắm vững kết quả. 3. Đâu Xuất nội viện rất khó vãng sanh. Khi sư Huyền Sát Đại Sư giới hạnh trai nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng đến chỗ sâu mầu. Khi lâm chung, Ngài hội hàng đệ tử lại, làm kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không nói: Lạ thai, ta đã phát nguyện sanh về Đâu Xuất nội viện, sau này làm vị thiên chủ ở cung trời Dạ Ma. Đệ tử thưa hỏi, Ngài bảo: Chẳng phải vì các người hiểu được. Giây lát lại nói: Trên trời tân khách thật đông nhiều. Nói xong thì liền tịch. Lại sau khi Phật diệt độ 900 năm, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế Nhân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh Đâu Xuất nội viện. Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải xuống báo tin cho hay. Sau, Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua 3 năm tuệ vô âm tín. Kế đó, Ngài thế thân viên tịch rồi cũng bật tin luôn. 2 năm sau, vào một buổi chiều, Ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa. Một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên Đâu Xuất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi: Tại sao đến bây giờ mới cho hay? Thế Thân đáp: Ta vừa sanh lên, được Đức Di Lặc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại Đâu Xuất một ngày đêm, ở dưới này đến 400 năm, nên thành ra làm cho huynh nhọc lòng chờ đợi. Vô Trước lại hỏi: Còn Sư Tử Giác ở đâu? Thế Thân đáp: Trong khi ta đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thi nhạc. Như Ngài Huyền Sát là bậc cao tăng, Ngài Sư Tử Giác là hàng Bồ Tát, mà một vị chỉ lên đến cung trời thứ ba. Một vị tuy lên được cung trời thứ tư, nhưng lại lạc vào ngoại viện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu làm mê. Những bậc cao minh như thế mà không còn đạt được kết quả sanh về Đâu Xuất tịnh độ, thì kẻ căn cơ dung thường, tất chưa dễ chiếm phần hy vọng. Theo Phật học tình yếu,